Thưa quý vị và các bạn, nằm ở một bán đấu được coi là dễ thở nhất nếu so với các bán đấu còn lại. Vì thế, khả năng vượt qua vòng bảng là nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến vòng tứ kết sẽ là một thử thách khác, hứa hẹn rất khó khăn đối với U23 Việt Nam nếu chúng ta muốn vượt qua để làm nên lịch sử. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Đối thủ được dự báo là khó chơi nhất ở bảng D là UAE. Tuy nhiên, với điểm tựa tinh thần là trước chiến thắng 1-0 của tuyển quốc gia Việt Nam trước UAE tại vòng loại World Cup 2022 sẽ giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin hơn để giành chiến thắng trước U23 UAE. Một chiến thắng trước UAE ở trận ra quân sẽ tạo ra bước ngoặt để U23 Việt Nam giành tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng D. Khi các tuyển thủ đang rất hưng phấn và hai đối thủ còn lại là U23 Triều Tiên và U23 Jordan bị đánh giá yếu hơn và có đôi chút khó lường nhất định, nhưng dù sao họ vẫn đang không nguy hiểm và lợi hại như UAE. Việc giành ngôi đầu bảng D sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có những lợi thế nhất định trên hành trình giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Đó là U23 Việt Nam chỉ phải gặp đội nhì bảng C, được dự đoán sẽ là một trong ba đội, đó là U23 Hàn Quốc, U23 Iran và U23 Uzbekistan. Nếu như ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Iran được đánh giá cao hơn Hàn Quốc và họ đã từng gặp đội bóng xứ Kim Chi tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, thì ở cấp độ trẻ lại khác. Iran mạnh hơn nhưng không được đánh giá cao bằng Hàn Quốc. Và đến với giải này, U23 Iran xếp ở nhóm hạt giống cuối cùng do không vượt qua nổi vòng loại ở mùa giải đấu trước. Có thể U23 Hàn Quốc sẽ giành ngôi đầu bảng C. Việc phải chạm trán với U23 Iran sẽ không phải là điều gì đó quá ghê gớm và không thể vượt qua với U23 Việt Nam. Còn nhớ tại Ajax 2017, Olympic Việt Nam với dàn cầu thủ chủ yếu là lứa U23 đã làm nên lịch sử chiến thắng khi hủy diệt Iran với tỷ số là 4-1. Nếu gặp lại Uzbekistan, đội bóng đã từng thắng U23 Việt Nam với tỷ số 2-1 tại Thường Châu, Trung Quốc, vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp bất lợi lớn vì không quen với sân đấu dày tuyết. Nhưng tại Thái Lan, khí hậu đã thuận lợi hơn rất nhiều và chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc rửa hận trước Uzbekistan và để vào trận bán kết. Dù vậy, tại giải lần này, nếu không phải chạm trán với Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cơ hội nhiều hơn. Lúc đó, người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở tứ kết để giành vé vào trận bán kết. Tại trận bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa nhất bảng B gặp nhì bảng A. Xét về thực lực thì hai đội được đánh giá cao nhất ở bảng B là Nhật Bản và Qatar vẫn được đánh giá cao hơn các đội khác ở bảng A, nên nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp đội bóng bảng B. Nếu gặp phải Nhật Bản thì đây sẽ là ngọn núi cao cản trở U23 Việt Nam tiến vào trận chung kết. Nếu gặp Qatar, U23 Việt Nam vẫn có niềm tin để tiến vào trận chung kết U23 châu Á 2020 và viết nên một câu chuyện lịch sử mới. Chắc chắn nhiều người vẫn còn nhớ, tại bán kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay để cầm hòa được U23 Qatar với tỷ số 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức, trước khi giành chiến thắng ngoạn mục sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 4-3. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Indonesia chọn đồng hương huấn luyện viên Park Hang-seo làm huấn luyện viên trưởng. Sau nhiều lần cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định bổ nhiệm ông Shin Tae-yong làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia. Ông Shin Tae-yong đến từ Hàn Quốc và đã từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018. Mới đây, ông Danu Widodo, đại diện Liên đoàn bóng đá Indonesia, đã tiết lộ rằng về tiêu chí để lựa chọn người ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, cụ thể đó phải là một người dày dặn kinh nghiệm và đã từng dự World Cup. Ngay lập tức, hai ứng viên đã được báo chí nước này xướng tên, bao gồm ông Shin Tae-yong và Luis Milla. Theo tiêu chí của Liên đoàn bóng đá Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong là người có lợi thế hơn. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 và đánh bại đương kim vô địch, khi ấy là đội tuyển Đức với tỷ số 2-0. Trong khi đó, huấn luyện viên Milla không có trải nghiệm này, nhưng giúp U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu, lại có thời gian dẫn dắt tuyển Indonesia trước khi ra đi vì bất đồng lương thưởng. Trong một diễn biến mới nhất, huấn luyện viên Shin Tae-yong là người được chọn, theo thông tin từ Indosport, quyết định bổ nhiệm ông Shin Tae-yong làm huấn luyện viên trưởng Indonesia được Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ông Kusomari thông báo vào ngày 23 tháng 12. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ ra mắt người hâm mộ Indonesia vào ngày 25 tháng 1 2020. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Indonesia chưa công bố về thời gian và giá trị hợp đồng của tân huấn luyện viên Shin Tae-yong.
nhưng sẽ thông báo với báo chí sau khi đại hội liên đoàn vào đầu tháng 1 2020. Ông Shin Tae-yong là huấn luyện viên rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Khi còn là cầu thủ, ông từng 6 lần vô địch K-League One cùng câu lạc bộ Seongyeong Nam Chunma và một lần đặt AFC Champions League năm 1995. Khi chuyển sang nghiệp huấn luyện viên, ông từng giúp Seon Chunma thêm một lần vô địch AFC Champions League năm 2010 và đưa đội tuyển Hàn Quốc vô địch cấp Đông Á 2017. Đỉnh cao của huấn luyện viên Shin Tae-yong là năm 2018, khi ông giúp đội tuyển Hàn Quốc giành quyền tham dự FIFA World Cup 2018 sau khi trở thành phương án chữa cháy cho huấn luyện viên Oscar Lique bị sa thải. Tại giải đấu trên nước Nga, đội tuyển Hàn Quốc từng đã bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-0 ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.